Xin chào quý thầy cô và các bạn sinh viên đã đến với Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên mục VN New League Hot News ngày hôm nay sẽ mang tới bản tin thống kê công bố quốc tế SQUAD Web of Science Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 3 năm 2023. Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, các nhà khoa học thuộc 19 đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố 319 công trình nghiên cứu. Trong đó, SQUAD đánh chỉ mục 281 công trình và Web of Science đánh chỉ mục 163 công trình. Loại bỏ trùng lập còn 319 công trình, so với cùng kỳ tháng 3 năm ngoái là 322 công trình. Số lượng công bố cơ bản là tương đương nhau. Top 5 các đơn vị công bố nhiều nhất là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với 134 công trình. Tiếp theo là Trường Quốc tế với 57 công trình. Trường Đại học Công nghệ với 35 công trình. Trường Đại học Kinh tế với 22 công trình. Và Trường Đại học Y Dược với 13 công trình. Tổng số lượng công trình của 5 đơn vị trên là 261 công trình, chiếm 82% trong tổng số toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Chất lượng công trình Q1 cộng Q2 chiếm 80,5%. Các công trình được công bố nhiều nhất được thống kê tại 5 nhà xuất bản: Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor Francis và Imiro. Trong số này có thống kê về top 10 đơn vị đại học, học viện tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2020 tới năm 2022. Nhìn vào đồ thị, chúng ta có thể thấy rằng trong 3 năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang được đánh giá là đơn vị xuất sắc nhất. Mặc dù Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân đang xếp ở vị trí thứ hai, nhưng số lượng công bố từ năm 2021 đã bắt đầu giảm nhiều, tương đương 50% so với năm 2020. Và trong năm 2022 tiếp tục giảm tương đương 75%, còn khoảng 1.000 công bố. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vẫn đang duy trì mức tăng trưởng nhưng không có nhiều đột biến. Trung bình mỗi năm đạt khoảng 1.800 công bố trên một năm. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội đang là hai đơn vị có tổng số công bố tương đương nhau. Xu hướng đồ thị tăng liên tục trong 3 năm từ khoảng 1.000 công bố năm 2020 lên khoảng 1.500 công bố năm 2022. Nhóm 4 đơn vị còn lại bao gồm Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Y Hà Nội. Về cơ bản đều có xu hướng tăng lên nhưng không có nhiều bứt phá, dao động từ khoảng 300 tới 600 công bố. Về chủ đề công bố, khoa học môi trường là 10,7%, kỹ thuật chiếm 10,1%, khoa học xã hội chiếm 6,9%, toán học 6,7%, kinh tế tài chính 6,5%, khoa học máy tính 6,5% và khoa học vật liệu chiếm 5,7%. Chúc mừng các đơn vị với những kết quả trên!